Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đi Tin Đừng Ngơ Mơ anh em nhé. Và sau khi tập 1 thì mình thấy một số anh em vẫn còn ủng hộ, theo dõi nên là mình cũng khá là vui. Nhưng mà anh em cũng biết đấy, xưa giờ mình thích ra đi Bali thì ít người xem cũng được, sao cái mà hơn 1.000 người xem là ok rồi đó, với mình là tuyệt vời rồi. Ok, rồi, thì trong video phần 2 thì mình sẽ tiếp tục chơi thôi và có những trải nghiệm như mọi khi ha. Và mình cũng có một câu hỏi đặt với anh em á, là trường hợp mà anh em gọi là muốn video nó ngắn lại không? Chứ còn không thì lúc đầu là mình dự định là mình sẽ chơi tà tà vậy mỗi tập khoảng 35 phút á, sợ dài quá. Nếu mà anh em nào nhiều anh em yêu cầu làm ngắn lại hoặc tua qua một số đoạn thì mình sẽ làm. Ok, thảo sát chơi thôi. Ok chưa? Rồi giờ mình chơi thử nha, chơi tiếp nha. Ok. Thật anh em là sau khi mà xong cái video đầu tiên là mình làm xong là mình rất là hứng thú, mình muốn chơi tiếp anh em, không phải là tại có view làm đâu, mà kiểu như là mình cũng rất là thích anh em ạ, thật sự rất là thích thích chơi con game này lắm ha. Vui mà. Đây thì nó sẽ quên mất, khi mà anh em chơi anh em cũng chú ý là cái tivi cũng là một điều rất quan trọng nhé. Mình sẽ có những cái thông tin thời tiết nè. Đó. Ok, ngày mai thì thời tiết như nào ấy, ngày mai là trời mây đẹp nè, đấy các kiểu. Hoặc là anh em sẽ xem những cái thông tin khác. Nó sẽ có những cái thông báo về sự may mắn này nọ các kiểu đấy. Mình rất là linh hồn rất hạnh phúc hôm nay và mình sẽ được thêm may mắn đó, ví dụ vậy. Hoặc là lâu lâu sẽ có chương trình lựa hành nước sốt rất là quan trọng, và tí nữa mình sẽ chỉ anh em sau nha. Rồi đến ngày này thì bắt đầu thì mình sẽ được nhận một con pet từ Mani ha. Anh em các vị không nhận được nhưng mà mình sống là có đạo đức anh em, có đạo đức nên là mình sẽ nhận. Nhận nhận chú Yoyo này về dễ thương. Đây là con này tên là Yoyo anh em nhé, con Yoyo rất là xinh đẹp. Rồi mình sẽ nhận nhé, mình sẽ đặt tên nó là Yoyo. Ok, Yoyo hehe. Có chú Yoyo canh nhà vui. Ok, Yoyo nhớ ngoan nhé. Yoyo không ngoan đâu có được. Ok, do những ngày may mắn thì anh em có thể tận dụng từ câu cá này nọ đến đến nhiều thứ khác ha, nói chung nhiều thứ lắm. À hôm nay thì đã bắt đầu chín rồi, mình sẽ thu hoạch nè. Chiêu chiêu đấy. Rồi xong rồi. Ok, ra animal mình sẽ xây một cái chuồng thú. Chuồng thú thì còn lâu lắm nè, cần nhiều tiền lắm. Farm level 1 và một cái scroll. Farming level 1. Farming level 1 nó nằm trong vấn đề kỹ năng đây nhé. Đây farming level 1 và ráp một cái scroll. Scroll. Ok, sau đây chữ công thức ta. Farming nè, farming level 1 này nè. Đấy. Rồi, có nhìn nữa không? Chuồng thú chưa? Thật sự thì mình chơi cho anh em xem, mình đôi khi là mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình làm những cái mà xưa giờ mình chưa có làm á, nên là mình cố hết sức thôi, chứ thật ra là ít ít khi nào mình làm nhiệm vụ lắm. Tại vì cái việc kiếm tiền chính của anh em trong game á, một là câu cá, hai là anh em kiểu như là mình đi trồng trọt nhiều tiền lắm anh em, rất là nhiều tiền. Còn anh em muốn phá đảo thì anh em phải đầu tư tất cả mọi thứ, mùa này trồng cái gì trồng đủ thứ ha, muốn phá đảo thì anh em phải trồng hết rồi đầy đủ công thức hết đấy, đúng quy định của nó. Tí nữa mình qua bên Money thì mình đi qua bên cái Berry thì mình mua tất cả mọi thứ, nhớ đọc thư nữa. Ok, Yoza nó sẽ có một cái mục tiêu là nó mời mình tham gia những cái dự án của nó. Ok rồi, mình có thể bật nhà, mình có thể mở rộng nhà nếu như mình muốn cho Robin ha, trên cô thợ mộc á. Rồi hôm nay mình vào thị trấn thôi. Ok, cái này bán mắc lắm nha anh em, clay này bán mắc lắm. Thật ra nó có bất clay ấy, nhưng mà mình không dùng đến. Thì với đồ anh em có thể bán trực tiếp vào đây nếu anh em muốn ha. Mình sẽ bán trực tiếp vào đây nếu anh em muốn, mình bán ở đây. Thì qua ngày thì nó sẽ bán, còn nếu không thì mình sẽ đi vào trong nhà cái người nào mà họ buôn bán những cái vật phẩm liên quan tới cây trồng rồi đấy. Ví dụ như là cái này ấy, thì phải mua, ví dụ như ông Berry, bố bố vợ tương lai nếu anh em theo Abigail á. Đấy. Ok. Hôm nay có nhiệm vụ, hôm nay có nhiệm vụ nè, đây có nhiệm vụ nè, đây cũng là một cách kiếm tiền. Mình cần đưa cho họ 20 cái quặng đồng cho cờ link và mình sẽ được 200 vàng. Ok, cũng là một cách kiếm tiền. Ok ha. Rồi, 9 giờ mới mở cửa, mình có thể đi lượm rác anh em. Lượm rác ha, kiếm thêm. Ok, sao giờ này xui ta, ngày hôm nay may mắn mà sao mở rương chán nha. Ok. Ra biển thôi. Tận dụng cái việc mà mình ra biển để mình
loot những cái mà mình đã mở anh em, nhiều tiền lắm. Là hên hên thì hôm nay có phải là ngày may mắn không vậy ta? Alo, may mắn dữ chưa, liệu có gì để loot không? Wow, may mắn quá. Ồ, một ngày thật là may mắn. Yeah. Vâng, có một cộng siêu whip. Vãi. May mắn dữ chưa? Vãi thật. Rồi, vậy là không có gì may mắn ha. Cái này anh em có thể ăn để hồi năng lượng nè. Cũng được nè. Nó giữ lại. Lỡ trong những trường hợp có nhiệm vụ á, thì mình có cái mình dùng ha. Rồi, mình lên mình bán vật phẩm thôi. Chào hỏi, mình có 2 ngày để kiếm cái này, thì anh em có thể lên hầm mỏ để anh em đào luôn, còn không thì mình sẽ đợi một thời gian nữa ha. Mình sẽ đi bán. Đây anh em có thể bán trực tiếp vào đây anh em xem nè, đó mình có thể bán trực tiếp nè, đó cộng tiền thẳng luôn. Ở trường hợp này thì nó sẽ hai cách, một là anh em muốn kiếm tiền thật nhiều thì anh em mua tomato về anh em trồng. Còn trong trường hợp nếu anh em là một người muốn phá đảo từ game ấy thì anh em sẽ thế này. Một cái, hai cái, ok. Tất cả mọi thứ luôn, anh em cứ trồng hết nè, công thức nè. Công thức này anh em cũng phải mua nè, mà 1.000 mắc quá. Ok, về sau anh em có thể mua sau cũng được. Những cái này thì mình chưa cần lắm. Mình cũng có thể trồng hai cây này để hoàn thành nhiệm vụ nè. Đấy, rất là nhiều cây ha. Và anh em thấy là không phải đơn giản đâu, rất tốn tiền luôn á. Nhưng mà nếu anh em muốn phá đảo sớm, đặc biệt những anh em nào chơi speedrun á, thì mình thì chỉ giả dụ anh em thôi chứ mình sẽ không chơi speedrun. Mình sẽ không có chơi speedrun đâu, mình chơi theo kiểu chiêu ha. Phá đảo thì anh em cứ phải tuân thủ theo những nguyên tắc. Cho dù cái video này mình có sẽ làm thành 100 ngày thì mình sẽ làm theo một cách 100 ngày của mình, sẽ không có speedrun ở đây. Ok. Thì ban đầu game người ta làm vẫn là xu hướng là chiêu là chính. Đấy. Mình đi qua đây thì sẽ có một cái sự kiện, đó là nhà văn hóa. Ông này ổng có kể lại câu chuyện ngày xưa về cái nhà văn hóa này. Ngày xưa nó là một nơi cộng đồng rất là tốt nhưng mà bị bỏ hoang lâu rồi, mà mình sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu, và cũng như là cốt truyện chính của chúng ta nếu như anh em theo hướng nhà văn hóa thì nên sẽ hoàn thành cái nhà văn hóa này. Ok, còn không theo Yoja thì mình sẽ biến nó thành một cái cơ sở của Yoja, thành một nơi buôn bán và chứa hàng của Yoja. Nhưng mà mình khuyến khích anh em nên chơi trong cái trường hợp gọi là theo nhà văn hóa, nó vui lắm. Tại vì nó cũng anh em đâu phải lệ thuộc giống như kiểu những YouTuber là anh em phải speedrun đâu, phải hay người ta mới chơi đâu. Còn đối với mình thì một cái người chơi cảm nhận thì mình cứ chơi chậm rãi nhất có thể, vui vẻ nhất có thể. Một số trường hợp anh em bị lỗi cái nhà văn hóa thì khi bấm vào đây là nó bị mất, bị đứng á, thì anh em nhớ là tại vì cái mod Việt hóa thỉnh thoảng nó bị lỗi á, nên là cái đoạn mà làm như này á, anh em để tiếng Anh, anh em nhận xong anh em để tiếng Việt lại sau. Ok, anh em khi mà anh em nhận bình thường nó sẽ ra cái này, không phải lỗi anh em. Đây là ngôn ngữ của cái loại Unimo nên là mình không thể dịch được. Về sau thì mình sẽ học công thức dịch được ở dưới nhà của ông phù thủy ha. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ biết đến đấy thôi, đến đây thôi. Đấy. Còn anh em muốn sell speedrun thì tốt nhất là theo Yoja. Thì theo Yoja là anh em cày được tiền, anh em mua được những cái công trình. Ok. Nhưng mà mình sẽ chơi chiêu, chiêu nhất có thể, vui nhất có thể, nên là mình theo nhà văn hóa giải trí. Ok. Tùy mục đích của mỗi người. Cái ha. Đây mình lên đây mình xem coi cái nhà mỏ đã mở chưa. Đây là Linus này. Linus thì anh em có thể tặng những cái quả dại cho ổng để có thể kiếm thêm. Tặng cục đá coi. Rồi xong, ổng không thích. Thật ra có bản những cái thông thức hết á. Đấy. Còn đây là nơi mà mình có thể nhận nhiệm vụ, mình có thể đi farm quặng, farm đồ, hầm mỏ anh em nhé. Khi mà anh em đi mỗi được 5 tầng thì cái này nó sẽ hiển thị ở đây, nó cho anh em lựa chọn. Ok. Mình đi thử 1-2 tầng thôi, tại vì là nó sẽ không đủ thời gian cho anh em, với lại mình cũng chả mang cúp anh em thấy không. Mình sẽ đi một ngày khác, ngày nào mình rảnh rỗi á. Đấy, mình chỉ giới thiệu anh em này thôi. Nhưng mà tại anh em nhận nhiệm vụ đồng rồi thì có lẽ là anh em cũng nên làm gấp trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai để anh em có thể kiếm được 200 gold ha. Rồi, mình đi về nhà mình trồng trọt thôi. Và cái kiếm tiền chính của mình thì nó vẫn thiên về cái trồng trọt. Và mùa này thì khoai tây là siêu lợi nhuận anh em ạ. Rất là lợi nhuận luôn. Mình sẽ về mình trồng khoai tây. Nếu như có còn một chút thời gian và chút thể lực thì mình sẽ lên mình đánh quái. Khi mà đi thì nên mang chút đồ ăn, đồ uống mà một số cái hồi máu á. Tại vì là
nó có quái và nó có những cái trường hợp là nó bị búp mạnh lên á. Một cuốn sách bị mất nè. Sách này anh em cũng phải tìm kiếm nha. Sách này anh em sẽ gửi lại cho cái viện bảo tàng. Sẽ lấy một số thành tựu. Sao lại có thể mọc một cái đồ ở đây nhỉ? Có bị lỗi game không ta? Sao lại có một cái mọc ở đây nhỉ? Hơi lạ. Vô tình ạ. Ok, mình đi về thôi. Đi về và tiếp tục trồng trọt những thứ này thôi. Ha. Đây anh em có thể trang trí bằng những cái thềm gỗ là cho nó đẹp hơn nè. Đấy, nếu anh em muốn. Thường thì mình lười lắm. Game này nó có rất là nhiều cách chơi. Đôi khi là anh em muốn phá đảo nhanh hoặc sau đó, hoặc là anh em chỉ cần trải nghiệm thôi ha. Trải nghiệm giải trí thôi. Mình cũng khuyên anh em nên chơi theo phong cách đó. Cuộc sống bây giờ nó phức tạp lắm anh em. Cái gần chiêu vui vẻ nữa là thành công rồi. Miễn sao anh em cảm thấy vui vẻ là được. Đây, bây giờ nếu anh em thu hướng gọi là muốn có một sự cân bằng hoàn hảo thì mới ok. Mình sẽ tập bên đây. À, thấy không? Bên này loại này, này loại này. À, đúng là chỉ có thiết kế của anh N là mãi đỉnh thôi. Trường tồn với thời gian thôi. Chỉ có mình mới nghĩ ra những cái trò nhảm nhí thôi. Thật ra mình cũng khá may mắn khi mà mình có được 4 cây gạo này nha anh em. Hên thiệt. Chơi phát gặp 4 cây gạo luôn. Cây lúa nè. Cây lúa, cây gạo. Thật ra nó sẽ vui hơn nếu như mà mình có vài cây cần. Đoạn này có lẽ mình nên cắt. Tưới cây. Chiêu. Đó. Rất là chiêu. Nếu như mà chơi với team thì thời gian này mình sẽ đi câu cá. Nhưng mà đi chơi một mình thì mình sẽ kiểu là mình sẽ làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền. Không có lựa dựa dẫm vào ai được. Này thân tự lo, tự thân vận động. Ok. Clay này, bán đi. À, mình còn hai cái này nữa. Hai cái này thì kiểu trồng gọi là làm nhiệm vụ thôi. Kiểu như anh em trồng đủ mùa á, mỗi mùa là nó có yêu cầu là anh em phải trồng hết tất cả các loại cây và công thức. Thì mình phải trồng hết thì mình mới phá đảo được. Phải có một cái kiếp cái ending của cái này. Đấy, nó có một cái sen, kết sen ở đoạn cuối. Ok. Mình sẽ bỏ bớt những thứ không cần thiết, sau đó thì chuẩn bị ít đoan, mình sẽ có một chút đoan nhỏ nhỏ thôi ha. Cúp rìu, ok, mà cái này hơi ít nhưng mà thôi, xài tạm. Vừa có thể đi lên nhặt một chút đồ, sau đó mình làm đồ ăn sau. Do không có nhiều tài nguyên nên mình không chưa có dọn map được. Đấy, chơi chiêu lắm, game này nhiều anh em kiểu sợ không biết chơi sao thì mình luôn luôn, nó có một cái nguyên tắc cơ bản của những cái dòng game này là cái trồng trọt chăn nuôi, đấy, kiếm tiền, tìm câu chuyện. Đấy. Thật sự thì ngày xưa lúc mà mình không biết chơi thì mình cũng lên Chawiki. Chawiki là dễ nhất. Chawiki là dễ nhất sau này game nào cũng vậy, đặc biệt như game này, Terraria rồi Chawiki. Còn xem người khác chơi, dùng xem những cái hướng dẫn của mình thì cũng được, nhưng mà nhiều khi nó sẽ trải nghiệm không tốt bằng cái việc là anh em tự tìm hiểu ha. Nó sẽ vui hơn. Đó. Rồi, cái đi đập mỏ thì cũng đơn giản thôi. Mình sẽ đập đá. Ồ, đập một phát dính luôn cái cổng đi xuống nè. Ảo chưa? Quái vật. Anh em có thể đánh nó cũng được hoặc là không cũng được. Tùy, những cái con quái vật nó quá nguy hiểm thì mình có thể đánh nó. Còn không thì mình không cần đánh. Mình chỉ farm những thứ mình cần thiết thôi. Tại vì... ảo nhỉ. Ok, đồng. Mình đang cần 20 cục đồng. Kiếm tiền. Đó. Nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ người chơi các kiểu mình kiếm tiền. Con này nó mạnh lắm nè. Con này nó sẽ đánh anh em rất là đau á. Nhưng mà mình sẽ không đánh đâu. Đoạn này thì mình cũng chưa có mạnh nên là mình không cần đánh. Ngoài ra thì có một, mình nhớ là nó sẽ có một nhiệm vụ đánh con slide thì phải. À, đến từng năm thôi. Con slide này mạnh lắm. Rồi cẩn thận. Có gỗ cứng nè. Nhưng mà anh em yên tâm nhé, đánh quái thì nó không có tính thể lực nha anh em, không tốn thể lực. Wow, hạt giống, cái này là phân bón giữ nước. Ôi, hết đồ rồi. Mệt mỏi chưa? Mình sẽ kiểu ăn mấy cái này vừa hồi năng lượng, cũng như là mình sẽ dọn chỗ trống ha. Cục đá này sẽ cho rất là nhiều đá, cục đá bự này, nhưng mà khi anh em đánh nó sẽ hao thể lực lắm. Thời gian đầu thì mình cũng sẽ không cần nhiều vậy đâu. Về sau mình sẽ nâng cấp đồ sau. Thực ra là mình cũng có thể đi nung quặng thời gian này để mình nâng cấp đồ ấy. Nhưng mà mình sẽ chỉ anh em một cái mẹo kiếm tiền mùa xuân. Rất nhiều tiền trong mùa xuân. Ok.
game này có bà vợ mình chơi đỉnh lắm. Là mỗi khi là mình chơi có bà vợ mình là mình kiểu được chiêu linh, không phải làm việc gì, chỉ có mỗi đi câu cá thôi. Nhưng mà sau vòng tay của vợ là bão tố liền đi mà. Giờ phải chơi một cách gọi là như ngày xưa. Đấy. Chiêu 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 chiêu. Nhớ đánh mấy cái hộp này. Cái hộp này nếu mà hên hên thì nó sẽ ra đồ rất là ngon ha. Ok, có đá này. Còn đập quặng thì đập hên xui thôi. Mình đập hên xui. Nếu mà có cổng xuống sớm thì mình sẽ đỡ mất thời gian, mình đỡ mất thể lực. Nhưng em thấy thể lực mình gần hết rồi mà mình còn một tầng nữa. Mình rất là sợ hết thể lực. Tại vì tầng 4 nó sẽ không có lưu trên cái thang máy đâu, hiểu không? Nên là mình tốt nhất là mình cứ phải đến tầng 5 vừa hoàn thành nhiệm vụ nữa. Giờ phải đập mà kiểu hên hên xui xui đó. Đấy. Cảm ơn hên hên nè. Cho mình xin đi nào. Cho xin cái cổng đi nào. Chắc hên hai lần hết rồi quá. Có đồng. Giờ mà hết thể lực thì chị hên vừa được một cục hóc tinh nữa. Vừa đến tầng 5 luôn anh em. Vừa hoàn thành nhiệm vụ luôn. Ok. Mình sẽ trở lại vào ngày mai. Bây giờ mình đang có 15 đồng. Ngày mai mình sẽ kiếm thêm đồng ha. Hoặc là bây giờ mình có thể đập tiếp luôn. Có thể là đến đây thì bắt đầu đồng mới nhiều rồi. Slide thì anh em không nên đối đầu liên tiếp như thế này nha. Tại vì rất là dễ tạch. Slide nó vừa đam to mà nó vừa kiểu như là nó làm chậm á. Khó chịu lắm. Nhiều đồ quá thì anh em có thể quăng bớt một số thứ gì đó. Ví dụ thứ này mình có thể ăn để hồi năng lượng nè. Đấy. Sau đó mình lượm lại ha. Ok. Cái này đừng ăn nha anh em. Cái này ăn là tổ quả nhập ma. Ăn phát là say xỉn á. Tới chết á. Không khuyến khích ăn với mọi hình thức. Mấy cục đỏ này thì mình để ý là nó có tỷ lệ ra đồng cao lắm. Mấy cục màu này thì lại ít. Đây, cái cục này nó giống như là quặng. Nó cảm giác như quặng vậy đó. Nhưng mà thôi gần quái quá. Đây mấy cục này nè. Đấy. Hên hên thì nó sẽ ra đồng. Còn cục nào mà có biểu tượng đồng thì anh em đập luôn. Ok. Rồi đi xuống. Đây có một cục đồng nè. Mình đang có 16 cục ha. Mình sẽ xem có cái quặng đồng nào nữa không. Tiết kiệm thôi anh em. Tiết kiệm thôi. Trước mắt đã hoàn thành được tầng 5 rồi. À, cái quắc này nè. Cái này thì có lẽ là tập sau thì mình sẽ cài việc hóa ha. Sau khi hết cái lỗi rồi. Khi mình vượt qua cái đoạn lỗi thì chắc có lẽ là mình sẽ cài việc hóa. Hoặc không. Lười. Rồi ok. Đánh. Rồi xuống thôi. Kiếm đồng nè. Cái này có giá nè anh em. Cái này có giá nè. Đây là tinh thể đất phải. Mình nghĩ là anh em nên cài việc hóa nha. Tại mình đang chơi bản bản chính thức nên là mình muốn thầy thành tựu á. Còn cái việc mà nghiên cứu chơi bản chính mà có thành tựu mà có mod luôn á, có mod có thành tựu luôn thì mình chưa nghiên cứu nên là mình lười quá, mình chưa kia á. Lại mình cũng nhớ phần lớn rồi. Quan trọng game nó cũng về lối chơi là nhiều. Đây mình có thể lượm này về. Cái này về sau anh em nung thành một cái quặng thạch anh á, cái thối thạch anh á, thì cái đó nó giúp cho anh em chế một số cái đồ, ví dụ như vòi tưới này nọ, khá là cần thiết. Giờ thì chưa cần, mình có thể tích lại, bán thì cũng không nhiêu tiền đâu anh em. Về sau mình có thể nung đó. 17 cục đồng cây nhà. 17 cục đồng. Đánh bọn này. Anh em nhớ nha, mình đang ở 11:20 nè. Mình sẽ về nhà vào lúc 12 giờ. 12 giờ mình chạy về là nó sẽ vừa kịp. Còn nếu như mà bạn đi trễ quá về thì khả năng anh em nằm lại thì sẽ mất tiền mất đồ nha. Cẩn thận một chút. Đây nó tầng 8 rồi. Có lẽ là mình nên đi về thôi. Hơi tiếc khi mà mình chỉ có 17 cục. Ngày mai thì mình sẽ bắt đầu đi lại ở tầng 5 khi mình đã có thang máy. Ok. Mình chơi game này thì cứ đơn giản là ở lúc 12 giờ anh em đi về nên sẽ không sao. Về sau này có Sài Gòn thì thoải mái lắm. Có Sài Gòn thì vô tư, không có lo. Đi thì anh em đi qua phía bên trái nè. Đấy, qua trái nha. Đi xuống. Do là mình là người hay lạc đường. Thỉnh thoảng mình sẽ có một cái kiểu đi riêng biệt như vậy. Để cho mình không bị lỗi anh em. Đấy. Qua đây xong rồi qua trái xong rồi đi xuống. Ok không? Đấy, người già chơi game chiêu. Rất cảm ơn những anh em vẫn còn theo dõi mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thấy anh em comment rồi lịch sự vui vẻ, không ai dislike, rất hạnh phúc. Về sau sẽ có thôi, nhưng mà mình
cũng hiểu mà, không sao, đó cũng là một điều bình thường thôi. Đáng lý là mình sẽ cất đồ nhưng mà mình sẽ chắc chắn an toàn nên mình sẽ đi ngủ. Rồi đi ngủ thôi, qua ngày mới nào. Rồi, Farming Level 1 và mình đã có công thức của Scarrow. Mình có thể chế Scarrow ngay ngày hôm nay. Đấy, anh em thấy không? Có hai cục đất sét thôi, rất nhiều tiền. Và khi mà anh em sử dụng cái bất đất sét ở từ đầu, đối với mình thì nó là một sự kiểu giống như là OP quá, với lại là kiểu như là hơi gọi là không công bằng lắm ấy, nên là đôi khi mình không chọn, nhưng mà anh em thích anh em chơi sao cũng được, không vấn đề gì cả. Đó chỉ là cảm nhận của riêng bản thân mình thôi. Đây, hôm sau thì anh em nhận được một bức thư của ông phù thủy. Thì sau khi anh em nhận bức thư này thì anh em có thể xuống gặp ổng nhé, và ổng sẽ cho anh em học và cái câu chuyện về cái công thức gọi là đọc tiếng của cái loài Junimo, và anh em sẽ bắt đầu đi theo cái cốt truyện nhà văn hóa. Ok. Và nhiệm vụ của Malon kêu là mặt lòn anh em, kêu mình đánh 10 con slime. Ok. Rồi bắt đầu ngày mới thôi ha. Mình sẽ gửi tất cả mọi thứ vào để mình gọn gàng thôi. Về sau thì mình sẽ làm nhiều rương, mà mình sẽ chia ra một cái rương nhiều rương mục đích gì đó rồi đánh dấu vào cho dễ. Chứ để loạn loạn như mình là vài bữa anh em dễ dễ bị trầm cảm lắm. Trầm cảm là có. Đặc biệt sau này có rất là nhiều con game học theo Stardew Valley nhưng mà quản lý mình không biết quản lý cái từ đầu á, mình sẽ để đồ lung tung á là mình sẽ khóc luôn. Rối loạn tiền đình. Ok. Tưới nước thôi. Và nhớ là mình có cái công thức Scarrow rồi thì anh em nên tạo cái Scarrow nhé. Tại vì không thì những con quạ nó sẽ đến nó phá cái cây của anh em. Có tỷ lệ đó, nên là hên xui có lúc thì nó sẽ mất rất là nhiều. Nên là anh em cũng nên là thiết kế nông trại của anh em ngay từ đầu. Mình đã lên kế hoạch từ đầu thì mình sẽ ok hơn, đỡ bị hư cây. Mất một cây cũng là mất một số tiền rất là lớn, đặc biệt với những cái cây như cây dâu hoặc là những cái cây đấy, đại loại là dâu ấy, những cái cây nào mà nó có cái sản lượng nhiều á, thu hoạch nhiều lần á, mà nó mất một cây thì anh em phải mất rất là nhiều tiền. Ok, giờ mình sẽ nghiên cứu công thức Scarrow nhé. Cần một cục than, 50 gỗ và fiber, 20 fiber. Ok, mình có fiber, mình có gỗ mình thiếu và mình thiếu than. Ok, về công thức lò nung thì mình cũng đã có lò nung, nhưng mà mình cần 20 ore. 20 ore thì mình lại phải giao cho thanh niên kia. Trời ơi nó buồn. Buồn ơi là buồn. Ủa hình như nhiệm vụ còn không? Vẫn còn. Bây giờ anh em có thể lựa chọn 200 vàng hoặc là anh em chế một cái lò. Nhưng mà mình nhớ không nhầm, cái nhiệm vụ là khi anh em hoàn thành á là nó có thêm mối quan hệ đấy anh em, cộng cộng team ấy ha, nên anh em có thể lựa chọn nha. Tạo dựng mối quan hệ là một điều rất là tốt trong cái game này. Ok. Rồi, mình sẽ sắp xếp kế hoạch thôi. Mình sẽ theo mình thì mình sẽ lên đào quặng trước, tại vì đây là sở thích của mình, đập đá, cầm rìu để tí mình đập thêm ít đá hả. Rồi ok, có lẽ là ok rồi, đi thôi, let's go let's go let's go let's go let's go. Vừa kiếm ba cục đồng hoặc là nhiều cục đồng một chút, sau đó thì mình kiếm thêm một cục than. Thật ra nếu mà anh em chế được lò nung thì anh em có thể chế tạo than được ha. Bây giờ chưa, chưa đâu, game còn dài lắm. Bù lại thì cái con game này nó sẽ không làm anh em mệt mỏi, nó chỉ cảm giác là giải trí thôi, chill lắm. Mỗi lần mà mình đụng vào cái con game này mình lại nhớ là những cái thời kỳ mà một bản thân mình chơi một mình rất là vui vẻ. Đây, và khi anh em đã đi rồi thì anh em có một cái tầng là tầng 5 rồi nè, nó đã lưu sẵn cho anh em rồi ha. Rồi anh em nhớ nhé, bây giờ mình sẽ đi kiếm đồng và cái than. Ok. Sẽ tốt hơn nếu như mình có hoạt động ngay. Không có rồi. Tập hên hên thì mình sẽ có cọng xuống. Có đồng nè, một đồng. Ô đây đường xuống rồi, mừng quá. Đây có đồng đây, vậy là mình đã đủ đồng rồi nhé. Anh em vẫn thôi chết rồi, mình bên mang cái kiếm rồi, thật là tai hại quá đi. Không sao, kệ đi. Lần nào thì mình cũng sẽ né quái. Nếu mình mang không mang cái vũ khí á, thì thỉnh thoảng nó có những cái cổng mà mình bắt buộc phải đánh quái á, thì mình sẽ thua.
mình sẽ phải đi lên, tại vì mình không thể đánh quái bằng những cái cúp cái này được. Đúng không? Một sai lầm tai hại. Mình sẽ đổ lỗi cho việc mình đã già. Già rồi nên chơi game ngu. Ok, mấy bạn trẻ đừng như mình. Hôm nay khá là nhiều việc nên là mình có thể chừa lại ít thể lực để mình có thể đi nhanh. Tại vì hết thể lực nó còn có dẫn đến một cái việc là mình đi chậm nữa. Nên là cũng không cần phải try hard quá. Mình sẽ chừa lại khoảng một nấc năng lượng ha. Một cục đồng đó nè. Có một cục than luôn, tuyệt vời. Hiện tại mình đang có 30 cục đồng. Né. Đôi khi mẹ những cái cục đá sau cùng nó lại cho mình cái cổng. À nè, thấy không? Nhiều khi mẹ đập đéo ra cái cổng nào. Ê, xin lỗi này vì nói đéo nhá. Đó cũng được tính là chữ tục. Wow, đến cái cục này lại ra. À, đánh hai cục đồng nữa thì mình sẽ đi nấu ăn ha, là đi cúc á anh em. Mình sẽ đi cúc. À, còn một cục nữa, liệu có đập được không? Trời ơi. Đắng không anh em? Đắng không? Đắng không anh em? Ok, 23 và 17. Ok, rất tuyệt vời nha. Mình sẽ kết thúc ở đây thôi ha. Mặc dù nhìn rất là nhiều đồng nhưng mà không sao, không cần phải quá cố làm gì anh em. Như anh em thấy thì mình đang có khoảng 23 cục đồng. Và ở nhà mình có 17 nên là mình đã có 40, cũng ổn định rồi. Đi về thôi. Trước mắt thì mình sẽ chạy xuống phía này. À không, đường này là đường cục rồi, hơi sai. Đi xuống nhà Robin xong rồi đi thẳng về phía nam. Có đoán nè. Cái người này mình có thể tặng cho ông này được á anh em. Mà hình như là ông có tính là ông nhận quà rồi hay sao đó. Đấy. Quà này thì ông rất là thích. Ông này sẽ cho anh em một cái công thức rất là ngon, đó là công thức mồi câu và cũng như là lâu lâu sẽ gửi đồ ăn cho mình. Đấy. Ông là một cái người bạn rất là tốt trong cái con game này, thực sự. Mình khuyên là bất kỳ ai chơi game này cũng nên kết bạn với lại Linus, tại vì Linus kiểu là một cái người rất là tốt tính anh em, người sống thiên nhiên. Ở ngoài đời thì có thể là nhìn họ hơi rừng rú nhưng mà trong game thì mình cũng không nên đánh giá như vậy, hiểu không? Mình cứ nhìn hướng khách quan thôi ha. Lâu lâu chưa mình hay lượm được đồ ăn đồ uống lắm, sao giờ đen đuổi ta. Đây thì giới thiệu anh em thêm hai cái nhà nữa. Nhà này là nhà của Gunter. Gunter thì ông này là làm về bảo tàng. Có cả ông Lewis ở đây nữa. Mình chào Gunter nhé. Mình có thể tặng quyển sách hồi nãy mình lượm được. À, quyển sách mình để ở nhà lúc rồi. Đúng là người già. Một khi anh em có tuổi già, có cái hay là anh em có thể đổi thừa tuổi già được. Rồi. Trao nhiệm vụ cho ông Clint thôi. Hello Clint nha. Đây, ông này sẽ giúp anh em buôn bán đồng. Ông sẽ bán đồng, bán than cho anh em. Vàng các kiểu nữa. Nguyên liệu ông bán giá khá là cao. Ngoài ra thì ông có thể nâng cấp đồ này nọ. Ok, mình sẽ được 200. 200 gold. Và được thêm một chút mối quan hệ tình cảm với ông. Mà anh em cũng biết đấy, ổng mà quý anh em, ổng sẽ tặng anh em những món quà mà anh em cũng biết là ổng sẽ tặng gì rồi đó. Ok chưa? Anh em biết họ ổng tặng gì mà đúng không? Đâu cần phải nói đúng không? Người ta bảo là người ta thích cái gì thì người ta tặng cái đó. Mà thực ra là tặng là phải tặng cái mình thích đó. Có nghĩa là mình thích cái máy tính, nên là tặng bạn thì mình sẽ tặng bạn cái máy tính. Xong rồi mình khóc. Nên máy tính đầu làm nuôi con đây. Một số ngày thì ông Willy ông sẽ đi qua bên nước ngọt, ông pha, ông câu. Đó. Rồi, bây giờ nếu còn kịp thời gian thì mình sẽ đến ông phù thủy và nói chuyện với ông. Ở dưới này cũng có khá nhiều là hoa, đồ ăn các kiểu anh em nhé. Nên anh em nên tận dụng cơ hội xuống dưới đây lượm, thu nhặt chặt lượm. Thu nhặt hái lượm và hái. Thu nhặt chặt lượm mới bãi chứ. Đây là đường qua ông phù thủy ha. Để nói chuyện là ổng sẽ cho anh em chơi đồ. Hello ông già. Do là mình để tiếng Anh nên là mình sẽ dịch cho ông nhá. Dịch cho anh em tí nhá. Ông này thì ổng là phù thủy và ổng biết là mình là một người mới tới. Và mình sẽ hỏi ổng về cái vấn đề là cái bức thư của những cái người ở kia nghĩa là gì. Đưa cho ổng thì ổng sẽ tôi biết rồi, và ổng sẽ biến mất. Ổng sẽ đi một nơi nào đó, xong rồi ổng mang cái công thức lại cho mình. Ổng chế thuốc xong bắt mình uống. Xong mình sẽ được chơi đồ. Đây là khoảnh khắc chơi đồ của game.
Đây là con Junimo. Đấy. Đây là những sinh vật cổ đại. À. Nhưng mà nó không có độc ác anh em nhé. Nó hỗ trợ anh em ấy. Nó giúp anh em nhiều lắm. Một trong cái bản game về Expanded thì nó sẽ có nhiều cốt truyện hơn về cái này, nhưng mà nó vẫn là của fan làm, nó không có ok lắm. Nên mình sẽ mở chút đèn cho nó sáng nhé, hơi tối. Ok. Mình lỡ bấm skip rồi, rồi chứ không là sẽ có một cái giai đoạn là mình sẽ chơi đồ đấy. Là mình sẽ có công thức, à công thức chơi đồ. Ok. Hôm nay là thứ bảy ha, thứ bảy. Mình sẽ kết thúc sau khi ngày thứ 10. Ngày chủ nhật chứ, thứ bảy, thứ 10, già 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 rồi. Mình chơi con game này từ năm mình 27 tuổi anh em, 27 tuổi. Lúc đó cũng ở một cái độ tuổi gọi là cũng nhiều suy nghĩ, nhiều đắn đo, và thực sự là anh em biết thời gian đó là mình quyết định mình về quê sau khi mình có xem một buổi livestream về con game này. Thực ra là mình cũng khá giống với lại những cái thứ mà trong game mày có. Ôi dạ, không được rồi anh em ơi, đường này có vẻ không ok lắm. Tại vì mình đang hết thể lực. Mình sẽ đành phải đi con đường xa hơn một chút. Nếu anh em cố cứu thì mình sẽ bị nằm lại đó, khá nguy hiểm. Như vậy là mình đang thiếu gỗ ha, mình không thể chế Scarecrow được. Ngày mai mình sẽ dành ít năng lượng để mình chặt gỗ. Đây là nhà của Jody. Cũng nên chào hỏi một chút. Không được rồi, mình không vào được nhà này rồi. Không đủ thân thiện, mình có thể chào Jody ở đây. Năm 2 thì chồng của bà sẽ về, nên anh em đừng có sơ múi gì nha anh em. Không sơ múi được đâu. Đây là nhà của hai chị đẹp, Emily và Hailey. Hai người này là một trong những cái vợ quốc dân của rất là nhiều anh em đấy. Đây Hailey đây. Tóc vàng hoe. Người tóc vàng hoe. Đây là Benny. Và đây là Jack. Anh em mà đụng vào Jack thì anh em sẽ bị FBI open the door. Đây là Vincent. Mặc dù có một số mod là cứ Jack nhưng mà nó kỳ lắm. Thôi mình sẽ không bàn luận chuyện đó ở đây. Ok. Tốt nhất là không nên. Ủa mà khoan, mình mới nhận ra một việc là thằng kia nó cứ cần lấy 20 đồng thôi, nhưng là ổng không hề lấy đồng của mình nhé anh em. Ổng không hề lấy đồng nhé. Ổng không hề lấy. Ổng chỉ kêu thử thách mình thôi. Ok. Rồi mình mới có thể chế được một cái lò lung đấy. Xong một cái nhiệm vụ. Lò nung thì giúp cho mình nung quặng nung đồ đấy. Và mình sẽ bắt đầu nung một cái copper. Nhưng mà mình không có có than luôn. Wow. Wow. Ok. Đi đây đi. Mình sẽ nung một đồng. Một đồng thì mình một khỏi đồng thì mình sẽ cần 5 năm khỏi 5 cục đồng với lại một cái cục than. Ok. 5 cục than nhé. Đợi nung thôi, mình có thể đợi qua ngày cũng được, tại hôm nay mình cũng khá là mệt mỏi rồi. Mình sẽ đi ngủ, tận dụng ngày mai, tại vì ngày mai thì sẽ có một điều rất là đặc biệt mà mình muốn giới thiệu anh em khi anh em mới chơi. Ok, mining level 1. Càng lên cao thì mình sẽ càng khỏe, thêm buff. Hôm nay trời mưa rất là tốt. Rồi, mình đã có một thỏi đồng. Mình đã xong nhiệm vụ. Và ngày hôm nay mình sẽ nói anh em thế này. Ngày hôm nay nó là ngày Sunday, là chủ nhật. Thì chủ nhật anh em sẽ chú ý giùm mình. Nếu như anh em muốn phá đảo cũng như là muốn chiêu đó, thì cần chú ý nha. Phá đảo thì mình sẽ cần tất cả mọi công thức, đặc biệt là những công thức nấu ăn. Và công thức nấu ăn thì nó thường sẽ có vào ngày chủ nhật. Và khi anh em đã mất một cái công thức món ăn nào đó thì anh em sẽ cần 2 năm sau để nó reset lại. Đó, rất là mất thời gian. Ví dụ anh em muốn phá đảo trong vòng 1 năm, 2 năm thì anh em cần phải xem tất cả công thức nấu ăn. Ok. Và ngày chủ nhật nó sẽ là công thức chính. Và nếu như mà anh em đã bỏ quên ngày chủ nhật thì ngày thứ tư anh em hãy xem lại. Và nếu anh em mất cả ngày chủ nhật và ngày thứ tư, dẫn đến một chuyện là anh em sẽ phải chờ 2 năm sau mới có công thức lại. Thì anh em thấy đây là Win of the Soul. Đây là tiếng nói hoàng nước sốt. Và nó sẽ cho mình một công thức. Đây Stir Fry là tôm hay sao ấy. Khi anh em xem thì anh em sẽ thấy nó có một cái công thức nấu ăn. Ở đâu đây nè. Đây công thức nấu ăn ở đâu đây nè. Đây pumpkin đấy. Stir Fry nè đấy. Cần không, cái này là cà rốt chiên nấm mà, xào nấm mà. Đấy, cần dầu ăn nè, đó, rất là ngon ha. Mình kiếm đủ nguyên liệu rồi mình đến mình nung mình nấu là ăn được. Nhưng mà do hình như là mình chưa có nâng cấp nhà nên là mình cũng chưa làm được đâu. Ok. Trong tập này thì mình chủ yếu là anh em nhớ giùm mình là cái việc mà
ngưỡng hạn nước sốt là cực kỳ quan trọng trong trường hợp anh em muốn phá đảo nha anh em. 100% perfection là bắt buộc phải làm nhé. Chủ nhật và thứ tư, thứ tư xem lại, chủ nhật là công thức chính. Ok, quên là phải 2 năm sau đó, 2 năm sau nhớ đấy, 2 năm sau rất là mệt. Rồi mình sẽ đi chặt cây. Hôm nay thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video thôi, nên là mình sẽ chỉ chặt cây và ở nhà thôi. Ok, chặt cây và ở nhà thôi, dọn dẹp một số nơi. Bù lại thì mình sẽ không phải tưới cây do trời mưa rất là đẻ. Ok, chặt cây thôi. Cố gắng chặt cây thật nhanh nè. Mình cứ chặt hết thể lực nha, chặt hết thể lực nha, tại vì hôm nay mình sẽ không đi đâu nữa. Thật ra nếu mà mình chơi muốn phá đảo thì anh em nhớ đấy, lúc nào mình cũng sẽ nói điều đó. Thì mình sẽ tận dụng nhiều thứ hơn, nhưng hôm nay là mình chưa cần. Có lẽ là mình sẽ phá đảo sau năm thứ năm thứ sáu hoặc gì đó, nên là cứ tà tà, không sao cả. Miễn là đừng có quên những thứ mà nó mất nhiều thời gian, ví dụ như là công thức nấu ăn á, công thức nấu ăn nó mất nhiều thời gian lắm. Còn những thứ khác anh em có thể xây dựng, anh em có thể làm được. Mà công thức nấu ăn anh em quên, mỗi lần quên mất 2 năm, cảm giác là nó hơi phiền lòng anh em tí ha. Ok, trong tập này thì chú ý cái đó thôi được. Nữ hoàng nước sốt ha, win sâu, win up sâu. Ok, rồi chế công thức thôi. Mình sẽ cần thêm một cái nữa là đây này, fiber. Rồi mình sẽ kế một cái scarrow. Scarrow thì anh em sẽ cắm ở vị trí nào mà nó sẽ tận dụng nhất có thể. Ví dụ như đây là đáng lý này sẽ cắm ở đây đẹp rồi đúng không, nhưng mà do là mình có hai cây nhỏ nhỏ đây nữa, mình sẽ cắm ở đây. À, nếu như mình tính sai công thức á thì có lẽ hai cây nó sẽ bị mất. Đấy, anh em sẽ nên đặt ở một vị trí tốt hơn, hoặc là mình có thể nuôi thêm một con nữa ở đây. Ok, để tiện hơn. Rồi thì phần này thì sẽ dừng lại ở đây. Hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ, và nếu như có khó khăn gì á thì mình sẽ comment dưới, mình sẽ bổ sung cho anh em sau nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi.